Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô nha. Và hôm nay thì Tuấn Mô Tô cũng xin giới thiệu cho anh em tất cả các dòng xe mô tô trong cửa hàng nha. Đó, có giá rẻ cho anh em luôn, tầm 10 triệu, mười mấy, 20 triệu là có xe nha anh em. Đó, rất là nhiều các dòng xe mô tô phân khối lớn cho đến phân khối nhỏ nha. Địa chỉ cửa hàng là 262 nha, đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh em thích dòng nào thì anh em cứ việc liên lạc cho em để em gửi video hoặc gửi hình cho anh em xem dòng đó nha. Đó, và bên em là bán là có ship xe đi các tỉnh luôn, và em báo giá hết tất cả các xe trong này cho anh em mình tham khảo luôn. Anh em nào cần mua thì liên lạc cho em. Đó, và anh em xem thì xem hết video giùm em nha. Đó, mỗi anh em xem video thì anh em bấm đăng ký kênh giùm em để tiếp tục theo dõi những video sau. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em đăng ký kênh nha. Đó, anh em nào đăng ký kênh là thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ video lên Facebook hoặc Zalo giùm em. Đó, mỗi anh em chỉ cần chia sẻ cho em một cái video là em cảm ơn anh em rất là nhiều. Và anh em cũng đừng quên là khi xem video là anh em nhớ bấm số 1 giùm em để em biết là anh em đang xem video nha. Và bên Tuấn Mô Tô là có chiếc xe đi các tỉnh luôn nha anh em. Đó, có chiếc xe đi các tỉnh luôn. Anh em là ở tỉnh hả, anh em không lên được cửa hàng thì bên Tuấn Mô Tô có chiếc xe về dưới tỉnh với cho anh em luôn. Đó, bên Tuấn Mô Tô chiếc xe rất là nhanh nha. Đó, bên cửa hàng Tuấn Mô Tô chiếc xe rất là nhanh. Nó những con xe bên Tuấn Mô Tô bán ra là những xe ring hết nha, xe đẹp nha anh em. Anh em mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em mình không cần làm cái gì nha. Như là Honda Master 3 nè, Master 2 nè, Daily Magma nè, Suzuki GZ nè, toàn là xe VIP hết nha, xe lướt hết nha anh em. Còn là xe VIP, xe lướt hết nha, anh em mua về thì anh em vô tư mà đi. Như con GZ này thì bên em mới vừa về luôn, để giới thiệu từng chiếc anh em. Con GZ này thì bên em mới vừa về, GZ này thì nó xe nó vô nhiều đồ chơi nên nó có cái giá nó hơi nhích hơn tí. Đó, như là con này là vô đĩa sau của SH luôn nè, thùng phía sau luôn nè. Đó, như là cái gắn điện thoại luôn. Đó, gắn điện thoại mà có sạc luôn nha anh em. Cái này là có sạc luôn nha, sạc điện thoại luôn nha. Đó, anh em mình nè, có USB sạc điện thoại, máy tính, laptop rồi có sạc luôn. Đèn LED hai bên luôn nha anh em. Đó, rất là sáng nha. Chống đứng luôn. Đó, đĩa sau luôn. Như con này thì bên em bán ra với giá là 49.500 nha. 49.500. Đó, bao ship cho anh em ở các tỉnh. Đó, đèn lái phía trước luôn. Đó, con này thì bên em bao ship cho anh em ở các tỉnh luôn nha. Con này là đời phiên bản đó, đời 2013, xe là nguyên ring 100%, bao anh em là chưa có sửa chữa gì hết. Đồ đạc trên xe là vẫn đẹp như mới nha anh em. Đó, nhìn nè. Cốt chưa mở luôn nha anh em, rất là đẹp nha. Đó, anh em nào cần mua những dòng xe như vậy thì liên lạc cho em để chốt giá con xe. Xe bên Tuấn Mô Tô bán ra là những xe đẹp hết, kiến hậu là ring theo xe hết. Con này thì bên em bán ra với giá là 49.500. Còn xí nữa em sẽ giới thiệu những xe rẻ hơn cho anh em mình xem. Đó, để anh em mình cần mua những xe rẻ hơn thì bên em có xe rẻ hơn nha. Rồi, Daily Magma nè. Daily Magma, con này là nguyên ring nha anh em. Nó xe cực kỳ đẹp luôn, lan can nha, biển số thành phố chính chủ luôn. Con này thì hiện tại bên em bán ra với giá là 35 triệu, xe đẹp nha anh em đừng so sánh với những xe xấu hơn nha. Vài bữa nữa bên em có thể có xe xấu hơn thì giá nó rẻ hơn, còn xe này là xe ken nha anh em, xe VIP nha. Con này chủ sử dụng rất là kỹ, đồ đạc trên xe là vẫn còn nguyên zin, đồ đạc trên xe là vẫn còn mới nha. Mới đến 90 mấy% vậy, nước sơn là không có một vết chày, xe là sử dụng kỹ, không có té ngã, không có trầy bể gì hết nha. Máy móc thì bình đề, càng đèn, xi nhanh rồi là đầy đủ hết. Anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em mình không cần làm thêm cái gì nha. Đó, con này thì bên em đưa ra với giá là 35 triệu nha. Giá này là giá hữu nghị cho anh em luôn, vì xe đẹp anh em. Anh em đi tìm những con xe đẹp như vậy nó rất là khó. Đã đi tìm những con xe Daily này nó đã khó rồi, nó đã hiếm rồi, mà phải có chiếc xe đẹp như vậy nữa nó rất là khó anh em. Hai bô luôn, nổ rất là hay nha. Đó, hai bô nổ khá là hay luôn, đồ đạc trên xe là vẫn còn đẹp nha.
Đó, đẹp như mơ anh em, hai lốc xi rồi đồ xi trên xe là vẫn còn mướt nha. Đó, không có bị chày, không có bị bông, không có bị oxy quá gì nha. Đó, rất là mượt mà luôn. Máy móc bình đề càng đàn đầy đủ hết. Đó, đồ là vẫn là ring đồ theo xe hết nha. Ring theo xe hết, đồng hồ nào cho mình xăng ở đây nhìn ha. Khá là mới luôn. Đó, rất là đẹp. Con này thì bên em đưa ra với giá là 35 triệu nha, cầm nè, ring luôn nè. Đó, anh em thấy không? Tem ring luôn nè, nước sơn ring luôn, khá là mới luôn. Đó, con này thì bên em đưa ra với giá là 35 triệu, giá này thì bên em bao ship luôn. Rồi, tiếp tục con Honda Master 2. Con này là Honda Master 2 nha. Đó, con này thì mới vừa về luôn, chưa có quay video giới thiệu cho anh em luôn. Hôm nay sẵn tiện này thì em giới thiệu cho anh em luôn. Con này thì Honda Master 2, xe là bao anh em và nguyên riêng từ A tới Z nha. Từ đầu tới chân luôn, không chưa có làm một cái gì, chưa có like một món gì luôn. Đó, khá là đẹp luôn, đồ xi rất là keng nha. Máy móc là nguyên riêng nha, bình đề càng đèn đầy đủ, vỏ trước, vỏ sau, nhôm sinh đĩa nha. Nước sơn nè, vẫn nguyên riêng hết. Đó, rất là đẹp nha. Càng đèn bình đề, càng đèn là đầy đủ hết, xe này là bên em mới vừa lấy về là chưa có rửa luôn nha. Đó, anh em nhìn nè, bô ring luôn nha. Bô ring luôn nha anh em. Đó, chưa có rửa xe luôn, xe là vẫn còn nguyên ring, chưa có rửa luôn. Đó, anh em thấy con xe khá là ok nha. Lốp máy nè, anh em nhìn. Đó, lốp máy là nguyên ring hết nha. Đó, nước sơn ring, tem ring nè, khá là đẹp luôn. Đó, tiếp tục vào trong nhà còn rất là nhiều. Đó, anh em nào thích con xe nào thì cứ việc liên lạc cho em. Và đây là về một con Suzuki GZ150A nữa. Con này là nguyên ring nha, từ đầu tới cuối đời 2013. Xe này thì quá chắc luôn. Con này thì bên em để ra với giá là 48 triệu. Đó, giá này thì bên em bao ship cho anh em luôn. Bao anh em là ring từ đầu tới đuôi nha. Chưa đụng chạm, chưa làm gì trên xe nha. Tay thắng nè, anh em nhìn thấy còn cái chắc xe mới luôn. Còn cái chắc của cái đồ mới luôn anh em nhìn ha. Này, không có một vết chạy, vết dơ luôn, khá là đẹp. Đó, con này thì bên em bán ra với giá là 48 triệu. Giá này thì bên em bao ship cho anh em luôn. Đó, bao ship cho anh em luôn nha. Này, đồ này trên xe này khá là đẹp luôn. Đó, rất là keng nha. Và cực kỳ chắc nữa nha. Đó, con này thì anh em đầy đủ hết mọi chức năng nha anh em. Mọi chức năng như là đời 2013 thì nó rất là ok luôn. Máy của nó là nguyên ring, đồ sơn, đồ xi, đồ rất là đẹp, dán keo nguyên chiếc. Con này thì hiện tại là không có bị té ngã, không có trầy bể gì hết. Anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, thùng bọn đồ đầy đủ hết. Đó, con này thì bên em để ra với giá là 48 triệu. Giá này thì bên em bao ship cho anh em luôn, để anh em có xe anh em sử dụng nhiều lúc anh em. Còn anh em nào mà lên được cửa hàng mua thì bên Tuấn Mô Tô sẽ phí giá cho anh em, đổ xăng cho anh em để anh em chạy về nha. Đó, tiếp đấy là con Suzuki AM 125, xe đời 2019, xe trầm mềm, xe chạy lướt, idô của nó là 2000 cây. Xe thì như xe mới rồi. Con này thì bên em để ra với giá là 31 triệu 500. 31 triệu 500 nha. Xe là xe lướt anh em, xe lướt, xe ring nha. Đó, ốc tán trên xe là chưa có mở luôn. Xe là vô nhiệt đồ chơi nha. Như là con đệ bàn nè, cản chống đổ nè, thùng phía sau luôn. Đó, thùng phía sau, cản chống đổ luôn. Con đệ bàn luôn anh em. Đó, thấy khá là đẹp nha. Đó, con đệ bàn mới kẹn luôn. Vỏ rồi đi là vẫn riêng theo xe hết. Ốc tán là bao nem là chưa có mở luôn, còn trấn tinh nè chưa có mở luôn nha. Đó, rất là mới, chưa có mở luôn, phục này như phục mới luôn nè. Nói chung con xe này thì chủ mua về thì chủ chỉ có dựng trong nhà thôi, trùm mền trong nhà thôi, không có đi. Đó, nên chiếc xe từ 2019 cuối 2019 đến giờ
mà mới chạy có 2.000 cây, xe là nguyên riêng 100%, anh em tới thấy xe là thích ngay. Dàn áo này là dán keo nguyên chiếc không, không có té ngã, không có trầy, không có bị gì hết nha. Đó, xe khá là đẹp. 125 và dòng xe chính hãng là nó chạy cực kỳ mạnh nha anh em. Anh em này để ý nha, những dòng xe mà chính hãng thì phân phối cho nó 125 nó chạy rất là mạnh nha. Còn những dòng xe mà không chính hãng cho dù 170, 150 đi chăng nữa mà nó không có chính hãng là anh em chạy nó rất là yếu nha, không có mạnh giống như những dòng xe chính hãng nha. Đó, này mà để ý nha. Đồ đạc trên xe thì còn khá là mới luôn. Đó, hai chìa khóa vẫn còn theo xe hết. Đó, mới tinh nha. Đó, rất là đẹp. Đó, anh em nào thích kiểu dáng này thì anh em liên lạc cho em. Kiểu dáng này là kiểu dáng lỡ nha, không có chồm không, kiểu dáng lỡ này nó khá là ok. Và tiếp đến con này là Kawasaki Fusaba, dòng xe 220cc. Đó, con này thì 220cc, con này khá là riêng luôn. Đó, con này thì biển số thành phố chính chủ luôn. Đó, con này yên tâm nha. Đó, kiên chắn gió luôn, dòng xe Yamaha Cruiser 220cc Cruiser Baza. Đó, con này thì nguyên ring nha. Đó, 220 thì chạy rất là mạnh. Đó, thùng hai bên luôn, có hai thùng luôn nha. Đó, khá là đẹp nha anh em. Đó, có thùng luôn cho mình luôn, để anh em đi đâu anh em bỏ đồ trong thùng. Đó, phân khối của nó là 220cc, anh em nhìn nó cốt là 220cc nha. Đó, thấy chưa, máy của nó là đánh lửa hai buri, một buri bên kia, một buri bên này. Đó, hai cái buri luôn, đánh chạy rất là mạnh nha anh em. Đó, mấy con này phân khối chạy cực kỳ mạnh luôn. Đó, và con này là con giới thiệu là con này dòng Suzuki AM 125. Xe này thì chưa có tăng sơn luôn, chưa có tăng sơn lần nào luôn, móc tán rồi trên xe hết và mới. À, Suzuki nè, con Suzuki này hiện tại bên em đưa ra giá là 48 triệu, dán keo nguyên chiếc nha, idô của nó là mới chạy 19.000 cây, còn như xe mới nha. Đó, đây là đồ bốt xăng của nó. Đó, anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện cho mình số bao nhiêu của này. Đây là đồng hồ mo và đây là FI. Đó, hệ thống báo luôn là FI nha. Đó, báo FI á. Cầm nè, ring đấy. Rất là nhẹ nha. Đó. Đồ rất là đẹp luôn. Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho em. Cầm xi nhanh nè, trái xi nhanh phải, kèn nè, quất pha nè, đó, tay côn này rất là nhẹ nha, ring nó rất là nhẹ nha anh em. Đó, anh em mà để ý nha. Đó, khá là nhẹ luôn. Con Suzuki kia thì giá của nó là 49.5, vì nó khá là đẹp anh em, vì nó đồ nó vô đồ chơi rất là nhiều nên giá nó cực kỳ đẹp, giá nó cao hơn một tí. Một con này thì đẹp như càng ngưỡng như con đó, con này không có đồ chơi, giá của nó là 48 triệu. Con kia thì nó vô đồ chơi rất là nhiều nha, như là vô đĩa nè, đó, sạc điện thoại nè, đèn led nè, thùng nè. Đó, nhưng mà bên em đưa ra với giá chỉ có 49.5 thôi. Đó, anh này nào mua thì liên lạc cho em để chốt giá nha. Con này là Kawasaki 174cc,
Con này thì bên em đưa ra với giá là 57 triệu, 57 triệu đó. Còn ô su cái bên thì 29 triệu nha. Suzuki 125 của nó là 29 triệu, bên mâm luôn, máy êm nha. Đây có một con Suzuki GZ150A, xe này rẻ, xe này 42 năm, máy móc nó nguyên zin, rất là êm. Con này mua được giá rẻ, bán giá rẻ nha, thùng đồ đầy đủ nha. Đó, thùng đồ đầy đủ. Đó. Xe máy êm nha. Đó, dòng này có FI luôn. Đó, phun xăng điện tử FI. Đó, thùng bạn đầy đủ luôn, biển số thành phố luôn. Kèn đèn xi nhan đầy đủ hết, anh em mua về anh em chỉ biết sử dụng thôi. Đó, xe khá là ok luôn, thùng nè rất là đẹp, không có một vết chạy nha. Con này là Shadow 150. Con này thì giá của nó là 45 triệu, xe có thùng phía sau luôn. Đó, xe này là nguyên zin, rất là đẹp nha. Đèn LED luôn, cản chống đổ luôn, ba ga phía sau luôn. Cản chống đổ luôn, đèn LED hai bên. Nước sơn là dán keo nguyên chiếc, lọc ra rồi nha. Hai chìa khóa theo xe luôn. Hai thùng GV hai bên đó, anh em cũng thích thì anh em tháo thùng lại rất là dễ nha. Đó. Con này là Honda CBS 125. Con này thì phun xăng FI điện tử ha, dòng xe Honda. Xe là còn nguyên zin, máy chưa có động chạm gì hết. Con này thì bên em bán ra với giá là 29 năm. Đó, 29 triệu 500. Xe máy cực kỳ đỉnh luôn nha. Dòng xe Honda FI luôn, phun xăng điện tử nha. Đó, anh em nào mua thì liên lạc nha. Và số điện thoại để mua xe là 0369 nha, 669-659. Nó trên màn hình là có số điện thoại luôn, có địa chỉ luôn cho anh em nha. Và có ship xe các tỉnh luôn nha. Đó, có ship xe đi các tỉnh luôn. Anh em nào mua mà anh em không lên được cửa hàng thì Tuấn bọn tôi sẽ gửi về cho anh em luôn nha, có ship xe luôn. Còn anh em nào lên cửa hàng mua thì bên em sẽ bớt tiền xăng, đổ xăng cho anh em chạy về nha.